Chào mừng quý vị đã đến với bản tin FBNC. Trước hết là phần 1 của bản tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngân hàng nhà nước quy định không được thu phí cà thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ Công Thương nhận định thuốc lá lậu gây thất thoát 4.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Bộ Tài chính yêu cầu giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu sau khi hai đơn vị đầu mối chịu lỗ. Thưa quý vị, dù giá bán lẻ xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng từ hôm 22 tháng 4 vừa qua, nhưng đã có hai đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo kinh doanh lỗ với Bộ Tài chính. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời chính thức, Bộ này đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định giá bán như hiện hành. Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu thành phẩm thế giới những ngày qua tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá thành bình quân 30 ngày gần đây của hầu hết các chủng loại xăng dầu tăng nhẹ so với 30 ngày làm căn cứ điều chỉnh giá hôm 22 tháng 4. Tuy nhiên, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong tuần vừa rồi lại có xu hướng giảm. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp đầu mối tiếp tục giữ nguyên giá bán hiện tại. Hôm 22 tháng 4, Bộ Tài chính đã cho phép tăng giá xăng tối đa 214 đồng một lít. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp đã có báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá cơ sở. Theo đó, hai đơn vị này cho biết đang lỗ từ trên 100 đồng đến hơn 300 đồng một lít cho các mặt hàng như dầu hỏa, dầu diesel và xăng. Tập đoàn xăng dầu Petrolimex lãi gần 850 tỷ đồng trong năm 2013 nhờ hoạt động kinh doanh xăng dầu, tăng khoảng 80 tỷ đồng so với mức ước tính hồi đầu năm. Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 của Petrolimex cho thấy, riêng kinh doanh xăng dầu trong nước đã mang lại cho tập đoàn này khoản lợi nhuận trước thuế hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó có gần 850 tỷ từ hoạt động chính. Theo Petrolimex, nhờ được phép tính chi phí kinh doanh định mức là 860 đồng mỗi lít, nên doanh nghiệp này giảm được rất nhiều áp lực trong sản xuất kinh doanh, do đó hiệu quả kinh doanh xăng dầu rõ rệt. Ngoài ra, giá nhập sản phẩm xăng dầu lại giảm đi từ 3 đến 4% so với năm 2012, cũng là yếu tố khiến tập đoàn này lãi lớn. Với kết quả này, mức lãi trước thuế của Petrolimex năm 2013 đã gấp 2,5 lần năm liền trước, lãi sau thuế cũng gấp đôi. Dự kiến, cổ đông Petrolimex sẽ nhận được cổ tức từ 8 đến 10% cho mùa kinh doanh năm 2013. Thưa quý vị, sáng hôm nay, một xe đầu kéo có chiều cao quá khổ đã ủi gãy khung giới hạn chiều cao qua cầu Tân Thuận 1, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tắc nghẽn giao thông đã xảy ra trong nhiều giờ sau đó, không chỉ ở cầu Tân Thuận mà cả ở các khu vực lân cận kết nối với trung tâm thành phố. Sau khi chở theo hai máy xúc, xe đầu kéo trên đã vượt quá giới hạn độ cao 4,3 mét. Do đó, khi lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 vào sáng sớm nay, xe đã ủi gãy thanh chắn độ cao trên cầu. Xe đầu kéo này cũng đồng thời bị kẹt lại trên cầu, khiến giao thông từ quận 7 sang thành phố Hồ Chí Minh qua hướng cầu Tân Thuận bị tắc nghẽn nhiều giờ liền. Ở khu vực phụ cận gần nhất kết nối quận 7 với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập và đoạn dẫn lên cầu Kinh Tẻ, tình hình tắc nghẽn cũng diễn ra gần như tương tự do lượng xe cộ đổ về dồn lại đây để vào khu vực trung tâm thành phố. Hiện nay cầu Tân Thuận và cầu Kinh Tẻ là hai hướng đi chính cho hầu hết các phương tiện giao thông muốn đi từ quận 7 vào quận 1 hay vào quận 4. Thưa quý vị, nếu khách cà thẻ thanh toán bị thu thêm phí thì điểm chấp nhận thẻ sẽ bị phạt. Đây là một thông tin mới được Ngân hàng Nhà nước công bố trong bộ quy định mới về quản lý hoạt động sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng. Theo quy định mới, khi khách hàng cà thẻ thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ, còn gọi là POS, thì nơi cung cấp dịch vụ đó không được phân biệt giá so với thanh toán bằng tiền mặt. Nếu đơn vị chấp nhận thẻ thu thêm phí hoặc nâng giá hàng hóa, dịch vụ hoặc có sự phân biệt giá khi thanh toán bằng thẻ, thì khách hàng có thể khiếu nại, yêu cầu tổ chức phát hành thẻ rà soát. Tổ chức thanh toán thẻ có yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ không được phân biệt giá khi khách cà thẻ. Nếu vi phạm, tổ chức thanh toán thẻ phải chấm dứt hợp đồng, yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ bồi thường thiệt hại. Đơn vị chấp nhận thẻ vi phạm thu thêm phí cà thẻ sẽ không được ký hợp đồng thanh toán với bất kỳ tổ chức thanh toán thẻ nào trong thời gian 1 năm. Những trường hợp tái phạm có thể không được phép ký hợp đồng đến 5 năm. Sau khi chính phủ đồng ý về chủ trương áp giá trần mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi, nhiều ý kiến quan ngại biện pháp này sẽ vướng phải tính pháp lý và các cam kết quốc tế của Việt Nam trong WTO. Trong một cuộc trao đổi với báo chí, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính cho rằng biện pháp này là có cơ sở. Theo vị đại diện này của Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, thì việc bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi đã có quy định pháp luật vì đây là mặt hàng trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Do đó, có đủ cơ sở để thực hiện biện pháp đăng ký giá và biện pháp giá tối đa hay còn gọi là giá trần. Đồng thời, trên phương diện luật pháp quốc tế, Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch GATT không cấm việc áp dụng biện pháp kiểm soát giá tối đa, chỉ với điều kiện không phân biệt đối xử và hạn chế bất lợi đối với lợi ích quốc gia thành viên WTO.
Để xác định giá trần, vụ pháp chế dự kiến chọn một số sản phẩm sữa có doanh thu lớn để làm chuẩn. Và mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 4.000 tỷ đồng. Đây là ước tính ngân sách thất thoát hàng năm do thuốc lá nhập lậu. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Công Thương, đại diện Cục Quản lý Thị trường cho biết, nếu không chống thuốc lá lậu thì mỗi năm ngân sách nhà nước sẽ thất thoát đến 4.000 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Công Thương, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nạn thuốc lá lậu. Thời gian gần đây, việc tiêu thụ thuốc lá trong nước còn bị tác động do các sản phẩm trên thị trường có in hình cảnh báo sức khỏe. Từ cuối năm 2013, Bộ Công Thương đã cùng các cơ quan chức năng xây dựng đề án chống thuốc lá lậu và thuốc lá giả ở các tỉnh phía Tây Nam. Ngoài ra, Cục cũng đã đẩy mạnh công tác chống thuốc lá lậu. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, thu giữ hơn 400.000 bao thuốc lá, thu phạt hơn 2 tỷ đồng. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Sắc xanh đã trở lại trên cả hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 5. Mặc dù vậy, tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường khiến cho hoạt động giao dịch kém sôi động. Đà tăng chủ yếu là nhờ vào lực đỡ từ các cổ phiếu blue chips. Sau hai phiên giảm điểm mạnh, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sức bật trở lại của các trụ cột như GAS, Masan, Vincom đã góp phần lớn vào xu thế tăng của thị trường. Dòng tiền mua cổ phiếu giá rẻ đã được khởi động ở nhiều cổ phiếu vốn đã rơi giá mạnh trong thời gian vừa qua. Trong phiên buổi chiều, VN Index tiếp tục duy trì đà tăng khá tốt. Đáng chú ý là cổ phiếu PVH của tập đoàn Bảo Việt bất ngờ tăng kịch trần sau chuỗi phiên lao dốc liên tiếp. Mặc dù sắc xanh đã trở lại nhưng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn ở mức cao trước những biến động mạnh của thị trường. Thanh khoản toàn sàn HOSE đã quay đầu giảm chỉ sau hai phiên cải thiện. Khép phiên, VN Index tạm dừng ở mốc 559,97 điểm, khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 52 triệu đơn vị, ứng với gần 900 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index dao động trong biên độ hẹp, hoạt động giao dịch kém sôi động, mặc dù sắc xanh cũng đã trở lại với sàn này. Số lượng mã giảm và tăng là tương đương nhau trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đóng cửa thị trường, HNX Index tăng điểm nhẹ so với phiên liền trước, đạt mốc 76,56 điểm, thanh khoản thấp chỉ gần 36 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khối ngoại đã gia tốc tăng mua ròng trên sàn HOSE với gần 50 tỷ đồng. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, xu thế này cũng được duy trì với khoảng 8 tỷ đồng. Vừa rồi là phần 1 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Nghiên cứu của Nielsen cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đã lên tới mức cao nhất trong 2 năm. Ngành công nghệ thông tin nóng chuyện đào tạo theo nhu cầu.